One Piece hé lộ bí ẩn bất ngờ về nguồn gốc của gia tộc D. One Piece, bộ truyện tranh đình đám nhất làng manga Nhật Bản, tồn tại muôn vàn những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Một trong số đó là chữ D nằm giữa trong tên của một số nhân vật, điển hình là anh chàng nhân vật chính Monkey D. Luffy. Thông tin của tác giả Eiichiro Oda công bố về chữ D bí ẩn này khá hạn chế, khiến cho các fan hâm mộ phải đưa ra rất nhiều giả thiết khác nhau để lý giải cho chữ D này. Một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất One Piece đó là nguồn gốc và sức mạnh của chữ D thần thánh nằm giữa tên của một số nhân vật trong truyện. Mới đây, có một vài ý kiến cho rằng gia tộc này có xuất thân từ một nơi xa xôi là mặt trăng. Không biết mọi việc như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé! Người sống ở mặt trăng đã từng xuất hiện trong One Piece. Như chúng ta đã thấy, khái niệm người sống trên mặt trăng không phải là quá xa vời trong thế giới One Piece. Như việc sau khi bị đánh bại thì Enel đã lên tàu Maxim trở về mặt trăng. Và có một số hình ảnh về hành trình chinh phục không gian của Enel xuất hiện. Mặc dù đây là câu chuyện mini story, tuy nhiên nó cũng song song với cốt truyện chính và được tính như một phần của bộ truyện. Khi Enel tới thành phố cổ trên mặt trăng, anh đã nhìn thấy hai phiến đá khắc chữ, những chữ tượng hình hé lộ nguồn gốc của các bộ tộc từng sinh sống trên mặt trăng. Ở phiến đá được chạm khắc đầu tiên, chúng ta thấy có ba người có cánh đại diện cho chủng tộc của mình: Skypiean, Birkan và Sandia. Họ dường như đang làm việc trên một dây chuyền sản xuất trong một thành phố công nghệ trên mặt trăng. Trong đó, đáng quan tâm là thành phố Birkan, một nền văn minh gồm những công nghệ tiên tiến, nhưng do thiếu tài nguyên nên đã phải rời bỏ nơi đây. Chữ D thực sự không phải là một chữ cái mà là một nửa hình tròn. Có một số ý kiến cho rằng chữ D trong tên của Luffy thực sự không phải là một chữ cái mà là một biểu tượng nửa vòng tròn. Nói cụ thể hơn thì nó đọc là D chứ không phải là chữ D. Bản chất của nó là biểu tượng của một nửa mặt trăng. Tổ tiên của gia tộc D có thể đã sử dụng hình dáng nơi ở của mình để đặt vào tên của họ. Các thành viên trong gia tộc D có thể không cùng chung huyết thống. Như chúng ta đã biết, gia tộc D là một trong những gia tộc bí ẩn nhất One Piece. Gia tộc này mặc dù có rất ít người, nhưng mỗi nhân vật đều là một kẻ vô cùng lợi hại và đáng nể. Ví dụ như nhân vật chính Monkey D. Luffy thì cũng chính là thành viên của gia tộc D, và những nhân vật khác trong gia tộc đều là những người có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới One Piece, như cựu vua hải tặc Gold D. Roger, anh hùng hải quân Monkey D. Grab và kẻ nguy hiểm nhất thế giới Monkey D. Dragon. Tuy nhiên, có một số nhân vật mang trong mình chữ D bí ẩn này nhưng lại hoàn toàn khác biệt, không giống với những người khác, như Jugger D. Shore là một người khổng lồ và không liên quan đến các nhân vật kia. Thậm chí, Shaw cũng nói rằng toàn bộ gia đình anh đều có chữ D trong tên. Điều này có thể hiểu rằng các nhân vật mang chữ D trong tên có thể không có quan hệ huyết thống hay họ hàng gì với nhau. Họ có thể là một tập hợp quần thể rất lớn, gồm nhiều gia đình khác nhau. Vậy, D thực sự có nghĩa là gì? Từ manh mối trên thì nhiều người cho rằng có một số người đã di chuyển từ mặt trăng xuống trái đất. Nếu điều này là đúng, thì chắc chắn điều này sẽ dẫn đến những xung đột khác nhau với người trái đất về vấn đề tài nguyên của họ. Và để giải quyết mâu thuẫn này, họ cũng cùng nhau thực hiện một thỏa thuận hòa bình, giống như Big Mom. Có thể họ thực hiện hôn nhân giữa các chủng tộc khác nhau như một hình thức của thỏa thuận. Chính từ đó, khả năng một nhóm người được sinh ra là kết quả của cuộc hôn nhân giữa con người và người mặt trăng được gọi là D. Vì vậy, khả năng D là tượng trưng cho cuộc hôn nhân chéo giữa con người và người mặt trăng, và hậu duệ của họ có chữ D trong tên như một biểu tượng là một nửa dòng máu mặt trăng. Gia tộc D được gọi là khắc tinh của thần thánh. Như chúng ta đã nói ở trên, nếu con người ở trái đất và được đến từ mặt trăng lập liên minh thì chắc sẽ có một vài cá nhân không thích sự hòa bình này. Vì thế họ đã lập ra một nhóm riêng của mình. Và có thể đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc chiến trong thế kỷ trống, cũng như hình thành nên liên minh chính phủ thế giới.
Trong quá khứ, nơi được cho là vương quốc nơi gia tộc Đi cư trú, thì 19 trong số 20 vị vua đã thỏa thuận thành lập một chính phủ thế giới mà con cháu của họ bây giờ được gọi là Celestial Dragons hoặc Tenri Yubito. Chính điều này mà những người trong gia tộc Đi được mặc định xem là khắc tinh của họ, cho dù họ chưa làm gì ảnh hưởng đến quyền lợi của nhóm người này. Từ tất cả những điều trên thì có thể đưa ra một kết luận rằng gia tộc Đi có khả năng là một hậu duệ của sự liên kết giữa con người ở trái đất và mặt trăng trong quá khứ. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân nên các bạn chỉ đọc để tham khảo. Còn sự thật như thế nào thì chúng ta hãy đành phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể biết được.